chia sẻ sứ mệnh mang đến những không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và an tâm, tập đoàn Taseco cùng thương hiệu đá VicoStone đã cùng đồng hành trong hành trình khởi tạo nên dự án Han Giác Đanh, khu vườn bình yên giữa lòng Hà Nội. Trong cái quá trình mà chúng tôi có tìm hiểu đến các mẫu đá thì VicoStone là một trong những cái thương hiệu mà đá đã khẳng định được ở trên thị trường và hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ những cái tiêu chí mà chúng tôi đưa ra, thì chúng tôi mới quyết định là lựa chọn VicoStone là nhà thầu chính thức và nhà thầu duy nhất để thực hiện toàn bộ cái việc hoàn thiện cho hệ thống bàn bếp, quầy bar và lavabo của tất cả các cái nhà vệ sinh ở tại đây. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao về, thứ nhất là về tính thẩm mỹ. VicoStone là hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái mẫu mã mà chúng tôi cũng thấy rằng là nó rất là phù hợp với tất cả các cái loại thiết kế của các cái góc từ bếp đến nhà vệ sinh rồi đến phòng khách, là chúng tôi đánh giá cái này là cái mà rất là cao. Cái thứ hai nữa là cũng đánh giá rất cao về cái đội ngũ nhân viên tư vấn, cán bộ kỹ thuật của VicoStone, bởi vì trong quá trình mà hoàn thiện cái vấn đề về thiết kế để chọn ra màu sắc thì VicoStone cũng tham gia cùng và cũng có tư vấn cho chúng tôi là những chọn những cái loại màu sắc, chủng loại đá nào cho nó phù hợp với cái thiết kế này. Và cái thứ ba là tôi cũng ghi nhận ở đây là trình độ về chuyên môn về kỹ thuật của cán bộ của VicoStone là cũng rất là ổn. Trong quá trình làm ấy thì cái cách thức hoàn thiện, phương pháp thi công thì chúng tôi cũng đánh giá là VicoStone là các bạn cũng làm rất là tốt về tổng thể của dự án. Sự đồng hành giữa VicoStone và tập đoàn Taseco hứa hẹn mang đến những giá trị đẳng cấp cho người sử dụng, không chỉ đơn thuần ở vẻ đẹp hoàn mỹ mà còn ở niềm an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, tạo nên những không gian sống bình yên và hạnh phúc.